Trước đó, trên chuyến bay 279 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc 21 giờ 30 tối ngày 14 tháng 9, hành khách Bùi Xuân Đê ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi hút thuốc lá trong buồng vệ sinh. Hệ thống báo cháy của máy bay phát tín hiệu, ngay lập tức tiếp viên đã đến buồng vệ sinh kiểm tra và phát hiện một điều thuốc lá đang hút dở. Hành khách Nguyễn Xuân Đê thừa nhận là người vừa hút thuốc lá trong buồng vệ sinh. Tổ tiếp viên đã lập biên bản sự việc để giao cho cảng vụ hàng không miền Nam xử lý. Theo quy định, hành khách khi đi máy bay không được hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử trước khi lên máy bay tiếp viên đều phát loa thông báo cấm hút thuốc lá trên máy bay tuy nhiên một số hành khách vẫn cố tình vi phạm